Khoa Thể Thao Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em đến với chung trợ lý của Thể Thao Nguyên. Trong cái chuỗi các video hướng dẫn các anh chị về quan điểm làm nhà, dựng cửa cũng như là chọn tháng vượng để triển khai là xây mới hoặc là tu tạo sửa chữa ngôi nhà, thì có rất nhiều những cái mong muốn khác của các anh chị cũng như các anh chị học viên có trao đổi với Phong Thể Thao Nguyên rằng là bên Phong Thể Thao Nguyên có nhận những cái phương án liên quan đến thiết kế hay là khảo sát tư vấn nhà hay không. Thì có lẽ là các anh chị cũng chưa có theo dõi nhiều Phong Thể Thao Nguyên, hoặc là có lẽ là Phong Thể Thao Nguyên cũng chưa có chia sẻ với cộng đồng nhiều về cái công việc này, bởi vì các anh chị cũng chưa có nắm được. Thì thực tế mà nói là công ty của chúng em hoạt động chuyên sâu về cái lĩnh vực liên quan đến kiến trúc phong thủy. Do vậy là cái việc liên quan đến khảo sát, tư vấn về yếu tố phong thủy chắc chắn đó là cái yếu tố năng lực số 1. Và cũng không có dám quá tự kiêu về cái việc nhận về cái năng lực của mình. Tuy nhiên chúng em hoàn toàn tự tin về cái việc là nếu như các anh chị có duyên đến với cái sự tư vấn của Phong Thủy Thành Nguyên, thì chắc chắn cái sự hỗ trợ của Phong Thủy Thành Nguyên về cái việc thiết kế lên một cái không gian sống, về một cái ngôi nhà của anh chị, và cũng như hỗ trợ tất cả các bước liên quan đến xây dựng nhà cửa theo những nguyên tắc cho phong thủy kiến trúc hay là đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, thì chắc chắn Phong Thủy Thành Nguyên là sự lựa chọn hàng đầu mà các anh chị nên lưu tâm chú ý. Vậy thì ngày hôm nay Phong Thủy Thành Nguyên cũng sẽ xin chia sẻ với các anh chị một trong những cái hạng mục hồ sơ vô cùng quan trọng cho cái việc làm nhà của anh chị, và có lẽ gần như là quan trọng nhất nếu như các anh chị đã thực sự quan tâm đến yếu tố phong thủy trong ngôi nhà của nhà mình. Thứ nhất là các anh chị có đồng ý với Phong Thủy Thành Nguyên chúng em rằng là nếu như các anh chị chưa biết đến cái tiêu chí trong phong thủy, cũng như là chưa hề biết đến cái việc mà chúng ta cần có một bản vẽ chi tiết để làm nhà, thì có lẽ rằng là không cần bản vẽ gì cả, các anh chị vẫn làm được nhà cơ mà, đúng không ạ? Đơn giản rằng là người thợ đến một ngôi nhà nào đó, quan sát ngắm nghía bên trong bên ngoài, và sau đó về phác thảo lại qua giấy bằng bút và giấy, và sau đó thì chốt với gia chủ rằng là làm cái nhà như thế này nhé, và sau đó thì triển khai xây dựng, vậy là cũng xong cái nhà, các anh chị đồng ý không ạ? Tức là không cần bản vẽ, chúng ta vẫn làm được nhà. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là làm nhà xong mới thấy cái dự toán vật liệu sao nó vượt qua những gì mà chúng ta tính toán thế, đúng không ạ? Xây xong rồi mới thấy sao thẩm mỹ rồi là cái yếu tố về khoa học sử dụng của nó cứ thấy dùng beng ra làm sao, cái phòng cần rộng thì nó lại hẹp, cái phòng cần hẹp thì nó lại rộng quá, tức là cái phác thảo bản vẽ của ban đầu chúng ta không có, khiến cho việc chúng ta xây dựng nó trở nên chất chới và xây dựng nó chỉ mang cái hình thái áng chừng. Do vậy là cái việc làm nhà của chúng ta trở nên là nó khó khăn ở bước đấy. Từ cái quan điểm đấy thì các anh chị bắt đầu mới lựa chọn đến một công ty về kiến trúc, biết thư thiết kế một cái bản vẽ nhà, và sau đó là đưa ra các cái bộ hồ sơ thi công, ví dụ như kết cấu từ kiến trúc từ dự toán đến nước, để cái việc làm nhà của mình đã trở nên là dễ dàng hơn, việc làm nhà của mình đã trở nên chính xác hơn, đúng không ạ? Nhưng rồi các anh chị cũng sẽ thấy rằng là xây lên cái nhà đẹp từ đó, tuy nhiên là cớ tại sao là từ khi động thổ xây cái nhà xong, rồi từ khi vào ở nhà rồi thấy là gia đạo nó cứ bị lục đục, rồi là sự nghiệp nó cứ đi xuống, rồi thị phi nhiều, rồi là không hạnh phúc, rồi là bao nhiêu chuyện dùng men nó xảy đến thông qua cái việc từ việc làm nhà của mình. Và nói thật với anh chị, rất nhiều các cái gia chủ từ khi việc làm nhà như thế xong cảm thấy có vấn đề, và có tâm sự lại với bên Phong Thủy Thành Nguyên chúng em rằng là từ khi làm nhà xong 2-3 năm nay thì mọi thứ nó trở nên tụt đi rất là nhiều, thậm chí là trước đây có bao nhiêu rồi bây giờ tụt về còn số 0, thậm chí là âm nữa từ khi việc làm nhà xong. Do vậy là một cái câu hỏi lớn đặt ra đây, đó là yếu tố nào mà khiến cho cái từ khi làm nhà mà mọi thứ nó lại đi xuống một cách tệ hại như vậy? Phải chăng nó là do yếu tố phong thủy của ngôi nhà? Đấy, phải chăng là do yếu tố phong thủy ngôi nhà? Và từ việc đó thì các gia chủ mới tìm đến sự tư vấn của Phong Thủy Thành Nguyên. Tuy nhiên ở một góc độ nào đấy, chúng ta không thể nào mà dễ dàng đập bỏ cái nhà cũ đi để xây dựng một cái ngôi nhà mới được. Do vậy những phương án là Phong Thủy Thành Nguyên chúng em hỗ trợ liên quan đến việc cải tạo lại cái không gian sống, sắp xếp lại bố trí đồ đạc, hay là sử dụng những cái món vật phẩm và pháp khí phong thủy sử dụng vào, thì nó cũng không phải là cải thiện ngay tức khắc 100%, nhưng nó cũng cải thiện cái phần nào về cái yếu tố phong thủy để trở nên nó vững đi hơn và tốt hơn. Và chúng em luôn có cái phương án tư vấn để sao cho nó trở nên là tốt hơn nữa đối với chủ mình. Vậy thì cái câu hỏi, vậy thì cái bài toán đặt ra đây đó là nếu như các anh chị đang xem clip này và các anh chị đang có mong muốn xây dựng một ngôi nhà, và tránh để trường hợp đó chúng ta làm nhà xong rồi chúng ta mới thấy rằng là nhìn bên ngoài có vẻ là đẹp, rất hoành tráng, vào bên trong có vẻ là rất là xịn sò, tuy nhiên là cuối sau đến khi mà ở chúng ta sẽ thấy bao nhiêu tài lộc và mọi thứ nó đi xuống, công việc, hành thông, sự nghiệp, mọi thứ nó đi xuống luôn, hạnh phúc gia đình rồi là thị phi nó bủa vây đến, thì khiến cho cái việc mà chúng ta rất là đau đầu khổ sở cái việc đó, khiến cho việc chúng ta ở cái nhà đấy mà không hạnh phúc, ở đấy mà không thành tâm an lạc, ở đấy mà cảm thấy một cái bất an. Thì phải chăng nếu như có cơ hội chúng ta được làm mới một cái ngôi nhà ngay từ ban đầu này, thì hãy lựa chọn một cái phương án thiết kế, hãy lựa chọn một cái phương án liên quan tư vấn sát sao về yếu tố phong thủy, thì nó sẽ tốt nhất.
Tại vì chúng ta hiểu rằng là phong thủy là cái bộ môn khoa học nghiên cứu về cái việc kiến tạo nên cái không gian sống, môi trường sống dựa trên cái việc nắm bắt giữa thiên thời địa lợi và nhân hòa, giữa việc con người đất trời và thiên nhiên để tạo ra được cái yếu tố cảnh quan cách cục nó hài hòa, nó hợp lý, nó phù hợp với lại cái nhìn sinh học của các thành viên trong nhà, nó phù hợp với văn hóa, phù hợp với thẩm mỹ, phù hợp với kiến trúc của địa phương và phù hợp với lại những cái tiêu chí quan trọng trong phong thủy, thì nó biến thành nên một cái bộ gọi là bộ hồ sơ phong thủy để tổng hợp điều đấy. Và chắc chắn một điều rằng là cái bộ hồ sơ phong thủy đấy nó phải đảm bảo những cái tiêu chí quan trọng để giúp cho anh chị ở cái nhà đấy anh chị cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ chẳng hạn, cái bộ hồ sơ phong thủy này nó phải xuất phát từ yếu tố mong muốn của gia đình anh chị, tức là cái bản vẽ công năng mặt bằng phong thủy ấy, bản vẽ công năng kiến trúc phong thủy nó phải xuất phát từ mong muốn của anh chị, rằng là anh chị muốn ở cái nhà mà có những cái phòng học gì, có những công năng gì. Đấy, thì hãy thể hiện cái điều đấy đối với phong thủy giám viên, hãy thể hiện cái mong muốn đấy đối với thầy giám viên khi thầy trực tiếp về quan sát cho nhà anh chị, hãy thể hiện cái mong muốn đó. Chứ không phải rằng là cái ngôi nhà ông thầy vẽ ra để bắt anh chị ở đấy, nó không phải như vậy, đúng không ạ? Luôn xuất phát từ mong muốn của anh chị và tôn trọng cái điều đấy. Tuy nhiên là cái mong muốn của anh chị đấy thì rằng là các anh chị không có nắm được các tuần tự làm nhà như nào, và các anh chị cũng không có nắm được yếu tố phong thủy làm gia đình mình như làm sao, thì các anh chị mới gửi gắm cái niềm tin đấy đối với phong thủy chúng em, đúng không ạ? Do vậy rằng là kết hợp với những cái tiêu chí tiếp nữa từ phía đơn vị tư vấn cho chúng em, đó là kết hợp những tiêu chí trong phong thủy, kết hợp với những tiêu chí trong kiến trúc và thẩm mỹ, và kết hợp với cái việc đó tối ưu cái diện tích công năng để làm sao tối ưu cái chi phí thi công xây dựng đối với nhà anh chị, thì nó mới đảm bảo được một cái không gian sống nó hài hòa và nó hợp lý. Các anh chị cũng có thể lo ngại rằng là ô phong thủy giám viên các anh hoạt động chính về phong thủy, vậy các anh có biết kiến trúc không? Các anh làm một ngôi nhà mà nó không đúng những tiêu chí trong kiến trúc thì làm sao? Oh no, không phải như vậy đâu nhé. Đối với cái việc kiến tạo lên một cái không gian sống, nó vẫn phải đảm bảo cái tiêu chí về kiến trúc và thẩm mỹ, chứ không thể nào rằng là chúng ta theo những cái khuôn ép, những cái lý thuyết về phong thủy rằng là tuổi tôi phải là quay hướng này cho nên xin khí, quay hướng kia cho nên diễn viên, bởi nên xoay vẹo bỏ cái nhà đi, đặt cái bếp nó méo sạch méo sạch, rồi đặt cái bồn cầu nó lệch lạc linh tinh cả, theo những cái tiêu chí nó không có đúng đối với phong thủy cao cấp. Do vậy rằng là cái việc mà đối với phong thủy tâm nguyên thì cái tiêu chí về kiến trúc thẩm mỹ nó được đặt lên yếu tố hàng đầu, kết hợp với những cái nguyên tắc trong phong thủy quan trọng để kiến tạo lên một cái bộ hồ sơ phong thủy nó thật tốt nhất. Do rằng là cái nhà chúng ta đẹp, công năng có vẻ khoa học, như vậy những yếu tố về lý thuyết phong thủy các anh chị đâu có nắm được, đúng không ạ? Biết đâu rằng là cái nhà vệ sinh nó đang đặt vào cung bản mệnh của anh chồng nhà chị đấy, biết đâu rằng là cái bếp nó đang đặt vào cung tài lộc của chị đấy, biết đâu rằng là cái nhà vệ sinh nó đang đặt vào cung văn xương của cháu nhà chị đấy, biết đâu rằng là cái cầu thang nó lại đặt vào cái điểm sát khí của trong ngôi nhà, thì những điều này chúng ta đâu có nắm được. Và thực tế mà nói thì nếu như các anh chị bỏ thời gian ra vài chục năm để nghiên cứu về bộ môn phong thủy này, hay cơ duyên đến các anh chị có khả năng lĩnh hội trong vòng vài năm, thì các anh chị cũng sẽ có thể những kiến thức đấy. Còn nếu như các anh chị không có thời gian để nghiên cứu sâu như vậy, thì hãy để cái sự tư vấn đấy đến từ phía phong thủy giám viên thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và cái bộ hồ sơ mà Thúy Trung mới nhắc đến với các anh chị đó là bộ hồ sơ phong thủy, chính là bộ hồ sơ này. Đây chính là cái bộ hồ sơ phong thủy bản A3 mà các anh chị sẽ nhận được khi triển khai đối với phong thủy giám viên bên em. Thì với cái bộ hồ sơ phong thủy này, nó triển khai những hạng mục gì bên trong? Rất nhiều các anh chị lo ngại rằng là với cái bộ hồ sơ phong thủy này nó có giúp được tôi với cái việc đó là làm tốt cái yếu tố phong thủy của ngôi nhà hay không, hay nó có giúp tôi làm tốt cái yếu tố về kiến trúc của ngôi nhà hay không, thì xin thưa các anh chị, với cái bộ hồ sơ phong thủy này các anh chị yên tâm tuyệt đối về cái việc làm nhà của mình luôn, và không có cần lo ngại bất cứ cái điều gì cả. Vì rằng là với cái bộ hồ sơ phong thủy nó thể hiện 12 cái hạng mục quan trọng trong bộ hồ sơ này, bao gồm đó là thứ nhất là bộ hồ sơ này thể hiện cái phần đó là hồ sơ phân tích về tổng thể đại cục định long và các hùng đối với ngôi nhà của anh chị. Làm thế nào có thể đánh giá điều đấy dựa trên cái yếu tố về luận cứ, về những cái nguyên tắc trong phong thủy, về luận hướng đối với thông tin của các nhà anh chị, để xem ra là cái hướng này nó có hợp long với các nhà anh chị không, cái hướng này nó có vượng với các thành viên gia đình anh chị không, và thậm chí trong đấy thầy sẽ đưa ra cái lời khuyên rằng là với các tuổi tác của nhà anh chị thì nên lựa chọn cái hướng nào để sao cho nó hợp long, để nó phù long tương trùng nó tốt nhất, thì nó đều thể hiện trong bộ hồ sơ phong thủy này. Đấy là hạng mục đầu tiên. Hạng mục số 2 nó liên quan đến yếu tố về phương án màu sắc họa tiết, rồi là màu sơn mặt tiền, rồi là các cái phương án liên quan đến màu sơn của nội thất bếp hay là gạch ốp lát như thế nào, nó đều được yếu tố thể hiện
như những cái khóa học mà các anh chị học trước đó với Phong Thủy Thái Nguyên liên quan đến yếu tố lựa chọn màu sơn theo hướng. Chúng ta biết rằng là lựa chọn màu sơn nó lấy ý của hướng của cho toàn, chứ không phải là sơn theo màu bản mệnh của chị. Ví dụ như tuổi tôi là tôi là mộc, nhà tôi phải sơn cái màu xanh như thế, khi đấy là vợ anh lại sẽ nói rằng là ôi đấy, em là thủy em phải sơn màu khác chứ, hay em là hỏa em phải sơn màu khác chứ, em là kim phải sơn màu khác chứ, thì anh chị cãi nhau cái màu sơn này là nó không đúng. Vậy thì sơn màu đâu, nó tuân theo nguyên tắc là lấy khí của hướng được bổ cho toàn. Do vậy là sơn nhà là sơn cho cái nhà, cần phải căn cứ trên toàn ngôi nhà. Nếu các anh chị chưa biết việc này thì hãy để bổ sung thì này sẽ giải quyết cho các anh chị. Rồi cái phương án liên quan đến hạng mục số 3 đó là cái bộ sơn thủy, nó thể hiện cái phương án liên quan đến kích thước cổng cửa theo đúng cái kích thước của thông số 3. Như các anh chị đã biết rằng là chúng ta sử dụng những cái thông số trong thông số 3 thông thủy để lựa chọn các thông số quan trọng để mà thiết kế lên cái cửa hay cái cổng nhà mình sao cho nó đúng cái thương các bạn nhất. Thì trong bộ sơn thủy này nó cũng sẽ thể hiện cái bản những cái thông số quan trọng hay những cái kiểu dáng cửa như thế nào để các anh chị có thể là lựa chọn để làm cái khuôn cửa cho gia đình mình sao cho nó đúng kích thước nhất, và cái việc này trở nên yên tâm nhất, tránh việc chúng ta làm sai rồi sau đó chúng ta tu sửa lại, nó vô cùng vất vả các anh chị ạ. Cái hạng mục thứ tư trong hồ sơ này đó là cái hạng mục liên quan đến phân tâm cục vị để mà xác định các phương hướng tỏa vị cũng như là các công năng trong nhà. Trong đó sẽ có một cái bản liên quan đến mặt bằng công năng tổng thể và đặt cái thước lập cực theo đúng cái độ số hướng nhà của anh chị lên trên đó. Từ đó các anh chị cũng có thể là nhìn ra được rằng là với cái nhà này của mình thì cái bếp nó đang đặt vào cung này, cái nhà vệ sinh nó đang đặt vào cung này, cái cầu thang nó đặt ở vị trí này, nó đang nằm ở phương vị nào. Và kết hợp với những cái yếu tố luận giải phía người thầy phong thủy nữa thì các anh chị cũng sẽ có thể hiểu được rằng là nếu như các anh chị mong muốn tìm hiểu sâu hơn là tại sao cái bếp này đặt ở đấy, tại sao nhà vệ sinh này đặt ở đấy, tại sao cầu thang đặt ở đấy, thì nó đều có cái phương án giải thích rất là hợp lý và họ thông qua những kiến thức về phong thủy. Thì cái việc này chắc chắn cần từ phía người thầy luận giải để các anh chị mới có thể chi tiết được. Cái hạng mục thứ 6 đó là liên quan đến cái phương án động thổ, những cái nghi thức hay là những cái nghi lễ và năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, chắc chắn đây đều rất quan trọng. Động thổ là một trong những cái nghi lễ quan trọng và động thổ là một trong những cái thời điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thi. Vậy thì cái thời điểm năm tháng ngày giờ như thế nào, các nghi thức làm sao và thực hiện theo cách như thế nào thì đều được thể hiện và hướng dẫn trong cái bộ hồ sơ thủy một cách kỹ lưỡng. Phương án tiếp theo, phương án thứ 7 đó là phương án liên quan đến trấn trạch để kích hoạt cái vận khí cho trạch đất của gia chủ. Thì cái việc một trong những phương án áp dụng phong thủy rất là tốt để giúp cho cái trái đất của anh chị trở nên vượng long hơn đó là chúng ta sử dụng phương án trấn trạch. Thì cái phương án trấn trạch như thế nào, nghi thức thực hiện ra sao, năm tháng ngày giờ và các cái hình thức để chuẩn bị như thế nào thì cũng sẽ được thể hiện kỹ trong cái bộ hồ sơ thủy này một cách rất là kỹ lưỡng. Phương án thứ 8 đó là liên quan đến cái phương án về công trình ngầm, bể nước ở đâu, bể phun ở đâu, đường nước ra đến vào nhà, nó là một trong những hạng mục quan trọng trong cái bộ dung thì để tránh việc nó ở bể phốt là cái nơi mà tích tụ những cái quý khí mà các anh chị đã đặt sai ở vị trí thì chắc chắn nó sẽ tổn hại rất nhiều đến yếu tố về sức khỏe, tình cảm, tinh thần và sự nghiệp của anh chị. Và cái việc này chắc chắn cần phải có một sự tư vấn sâu từ những chuyên gia, chứ không phải là các anh chị nhập về tư đường, chứ không phải là các anh chị hỏi han thầy cúng, cũng không phải là các anh chị hỏi han những người mà sơ bộ có kinh nghiệm đâu. Hãy nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia thì sẽ tốt hơn. Và để các anh chị trở nên yên tâm nhất, chứ tránh cái việc đó là có mỗi cái vị trí là đặt bể phốt ở đâu mà lo lắng suốt 3 ngày đêm, cứ mỗi người nói một tí, mỗi người kia nói một tí được khiến cho cái việc của mình trở nên lo lắng, và cũng như là vợ chồng cãi nhau thì mỗi cái việc là bể phốt đặt đâu thì việc đấy nó rất là buồn cười, đúng không ạ? Cái phương án thứ 9 đó là phương án liên quan đến bố trí các cái vật phẩm phong thủy để mà hóa giải hay là kích hoạt những cái yếu tố về phúc tài lộc trong ngôi nhà. Thì dĩ nhiên mà đó về cái điều chúng ta kiến tạo lên một cái không gian mới, một cái bản vẽ mới, chúng ta đã tối ưu được rất nhiều những cái phương án liên quan đến hóa giải những cái sát khí và luồng sát khí rồi. Đấy, vậy thì cái việc đó, để sao cho nó tốt hơn nữa thì chúng ta có những phương án sử dụng những cái món vật phẩm, những pháp khí để kích thêm yếu tố về phúc lộc hay là gia đạo hay là hòa hợp trong ngôi nhà, thì đấy là một trong những điều rất tốt và nó cũng sẽ thể hiện trong bộ hồ sơ thủy này luôn. Cái phương án thứ 10 là phương án liên quan đến bố trí không gian thờ, tức là cái không gian thờ chúng ta cần phải bố trí nào, đặt ban thờ ở đâu, hay là trên ban thờ để bắt đầu là bố trí với những cái lối tạo sự hay ngũ sự như thế nào thì cũng sẽ được thể hiện rất kỹ lưỡng trong hồ sơ thủy này, thể hiện bằng hình vẽ chi tiết rất là minh họa, rất là chi tiết để các anh chị có thể nắm được đó. Rồi là cái phương án tiếp theo đó là cái việc là phân tích tuổi để mà lựa chọn cho việc đó là sinh con đẻ cái, dựng vợ và chồng hay lựa chọn tuổi ký kết làm ăn là một trong những cái phương án liên quan đến tuổi tác tốt đối với gia chủ, cũng được thể hiện tốt trong cái bộ hồ sơ thủy luôn để anh chị có thể là nắm được cái việc chúng ta lựa chọn tuổi như nào để
khi mà làm xong cái nhà thì tốt rồi, lại còn được ký cái hợp đồng với những người hàng tuổi mình nữa, sinh thêm một đứa con là hợp tuổi hợp tránh đất với gia đình mình nữa, thì điều đấy là điều nó gọi là song bình tâm hồn, là điều quá tốt đúng không ạ? Và căn cứ trên những yếu tố đó, căn cứ trên những điều đó, nói chung tôi chia sẻ với các anh chị như vậy, thì các anh chị cũng sẽ nắm được cơ bản với cái việc là chúng ta triển khai bộ hồ sơ xoay quanh hàng mục như thế. Và dĩ nhiên là để chi tiết nhất thì các anh chị nên có việc kết nối với Phong Tiền Miên thông qua cái việc mà các anh chị có thể để lại họ tên và số điện thoại dưới phần bình luận, để đội ngũ trợ lý của Phong Tiền Miên sẽ có thể liên hệ các anh chị với cách tốt nhất, hoặc các anh chị tốt nhất hãy gọi đến cái số tổng đài là 1900292 hiển thị trên màn hình và bấm nhạc số 2 để Phong Tiền Miên có thể tiếp nhận cái mong muốn của anh chị và tư vấn các anh chị một cách nó kỹ càng nhất thông qua với việc có mong muốn các anh chị muốn triển khai nhà trong năm 2019 này hay triển khai nhà trong năm 2020 làm như thế nào, các bước triển khai như thế nào. Rồi là các cái hình thức triển khai ra làm sao thì đều được đội ngũ trợ lý của Phong Tiền Thái Nguyên hướng dẫn các anh chị một cách kỹ lưỡng nhất. Thì một trong số những bộ hồ sơ quan trọng nhất như chúng nhắc lại đó chính là bộ hồ sơ phong thủy, đó chính là bộ hồ sơ phong thủy. Từ bộ hồ sơ phong thủy này với cái bản vẽ kiến trúc công năng đúng tỷ lệ đúng kích thước và đã được thể hiện các thông số rõ ràng trên đó, các anh chị hoàn toàn yên tâm để làm nhà. Còn nếu để chi tiết hơn thì các anh chị tiếp tục triển khai các bộ hồ sơ thi công. Tuy nhiên dựa trên bộ hồ sơ thì này là các anh chị đã yên tâm triển khai làm nhà một cách nó tắt nhất như anh nhất rồi. Do vậy rằng là hãy tương tác, hãy kết nối với Phong Tiền Miên sâu hơn để đội ngũ hỗ trợ Phong Tiền Miên hướng dẫn các anh chị. Điều này là điều rất cần thiết và cho rằng chúng ta có duyên với nhau để chúng ta có thể hỗ trợ nhau tốt hơn trong cái những kiến thức liên quan các phương phương đông này. Đấy là điều tuyệt vời mà Phong Tiền Miên muốn hướng đến các anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.